Family Channel Cuộc Sống Mỹ. Thì hôm nay Vian và chồng Vian đang trên đường đi đến cái chợ gọi là chợ châu Á. Nó nói thực chất ra nó là chợ tàu các bạn, nhưng mà nó có bán những cái mặt hàng của một số nước ở châu Á. Mời các bạn cùng theo chân Vian và chồng đi đến cái chợ đó xem nó có những cái mặt hàng gì ha. Ok, let's go. Siêu thị với lại cái nhà hàng luôn. Các bạn, mình đang tiến vào trong siêu thị đây. You have my heart, you have my soul, you have my whole, you have my control. Love me tender, love me sweet, with you I know that I'm complete. I'm in love with the summer's day, for you I'd give my life away. Never leave me, never let me go. My summer love, been waiting for you, my love. My summer love, been waiting for you.
một điều là Vian phải nói là trong chợ ai cũng phải mang bao tay, ai cũng bịt khẩu trang hết các bạn. Các bạn nhìn Vian đi, bao tay nè. Không phải vì chồng Vian để cho Vian cầm hết đâu, mà Vian không cho cầm á, tại vì ổng mang cái bao tay này không có vừa, chỉ có một mình Vian mang vừa thôi, cho nên Vian phải xách hết chứ không có cho ổng đụng vô. Ok các bạn ơi, hiện tại thì Vian đã đi chợ xong rồi, thì nói chung cái cảm giác của Vian khi đến đây đầu tiên nó hơi sợ sợ, tại vì ở nơi đông người á, nhưng mà khi mà đến đây thì các bạn sẽ Vian cũng thấy là tất cả mọi người ai cũng mang khẩu trang, đeo bao tay, thậm chí những cái nhân viên mà họ tính tiền á, họ mang luôn cả cái bịt mặt phía trước. Nhưng mà khi mà lên xe là Vian phải tháo bao tay ra dùng, xài cái hand sanitizer này ngay lập tức. Nói chung là cũng thấy đi chợ cũng trong tâm trạng nó cũng lo lắng các bạn. Ông này ổng giỡn giỡn hoài, sao em cười cười miết. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip và mong các bạn sẽ ủng hộ cho anh để Vian làm nhiều clip thêm ha. Hẹn gặp lại các bạn trong clip sau. Bye bye. Say bye bye. Bye bye.